Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Ở gần cái khu của Huyền ở á, là người ta có xây một cái cây xăng rất là lớn luôn cả nhà. Thì bữa nay cả nhà mình đi với Huyền ra cái cây xăng đó coi coi cái cây xăng nó lớn như thế nào ha. Cả nhà mình cùng đi với Huyền nha. Rồi, đây mình tới cây xăng rồi nè cả nhà. Đó, cả nhà thấy cây xăng lớn quá ha. À, để Huyền quay tổng thể cho cả nhà coi nha. Đó là nó nằm từ đằng cái đầu trắng trắng đó đó cả nhà. Rồi nó sẽ chạy dài qua tới đằng góc bên đây luôn. Đó. Cả nhà thấy không? Thì theo như Huyền biết á, là cái cây xăng này nó có thể đổ được cho 120 chiếc xe. Có nghĩa là mỗi một trụ như vậy á, là hai bên mặt là hai chiếc xe đổ luôn đó cả nhà. Còn phía bên trong đó cả nhà là cái chỗ đó người ta bán nước với bán mấy cái đồ ăn vặt á. Tại vì cái cây xăng này á là nó nằm ngay cái tuyến đường đi xuyên bang đó cả nhà. Cho nên có những chiếc xe người ta đi xa đó, người ta hay ghé vô để người ta đổ xăng rồi người ta rửa mặt rửa mày đi vệ sinh rồi đó. Thì để Hiền đi vô trong coi coi cái ở bên trong nó có rộng lớn không ha. Mấy cái này mấy cái đồ giữ lạnh nè, mấy cái túi này mấy cái túi giữ lạnh nè. Rồi lớn quá cả nhà ơi. Lớn quá trời luôn. Vô đây tưởng đâu vô siêu thị không. Mấy cái này là mấy cái đồ ăn sẵn. Bánh ngọt. Wow. Đây là bán ba cái mứt mứt kẹo bánh rồi nè. Rồi bán mấy cái con này, là người ta lấy cái con này là đặt tên cho cái cây xăng nè, cái biểu tượng của cái cây xăng này nè. Dễ thương quá ha. Rượu nữa. Rượu, rượu đỏ. Rượu nho rồi đó. Rượu bia. Nước ngọt. Ở bên đây thì bán đồ lưu niệm. Bán quần áo nữa. Đồ người lớn, đồ em bé rồi nữa. Đây là quầy cà phê nè cả nhà. Quầy cà phê tự tự chọn. Mình tự làm mình uống.
Hay quá ha. Rồi khắp ly thì người ta để dưới đây. Bên này là lấy đá, pha cà phê xong muốn uống đá thì ra lấy đá. Bên đây là nhà vệ sinh. Bên đây là nhà vệ sinh. Rồi qua đây là nước ngọt. Cái gì đây? À, trái cây thơm rồi nó bỏ vô hũ sẵn cho mình. Wow, nó có cái quầy bán đồ ăn làm tại chỗ luôn. Hay quá ha cả nhà. Cái này là burger. Ta làm nóng cho mình luôn. Cái anh, cái bạn chính giữa để xắt thịt ạ. Thịt kìa. Ồ, nhìn cái burger. À. Nhìn ngon ha. Look good. Người ta gói lại nè. Bên đây là bán bánh ngọt, bên quầy bên kia là sandwich bánh mặn, qua đây bán bánh ngọt. Oh, we looking, thank you. Đâu? Blueberry cheesecake. Mua 4 cho 2 cái free. Oh, nó có bán. Taco, kolachi. Bên này là bán bánh mì giống như donut nha, bánh ngọt luôn, có muffin kìa.
Bộ mua đó ha, sao đeo vậy? Cái đó đẹp á, dễ thương, mềm lắm á. Mềm lắm. Ừ. Lì lì mua đó hả Lì? Còn mày mua giỏ này hả Đen? Cái này với con này. Rồi, đó ở nhà có nguyên con trần dần rồi vậy. Dễ thương mà. Bớt cũng đẹp nè. Đi Lì. Đâu Lì khoe cô chú coi Lì có cái giỏ đẹp quá trời kìa. Giỏ đâu, giỏ đẹp con đâu? Đâu đẹp đâu, thích không? Ừ. Đi đi ra mình mua kho bò nha. Can I try a little bit on the lemon pepper? Người ta sẽ đưa cho mình thử, người ta sẽ đưa cho mình thử ha. Yeah. You want to try too? See, you want to try. Giờ ra đứng xếp hàng tính tiền rồi cả nhà. Mua được hai cái bánh. Không có mua khô bò ở đây nó hơi cứng, nó hơi khô quá. Đây, con đang mua này nè. Trời đất ơi, nó lớn rồi mà con nó mua nè. Ra 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 ly ra ly đưa của ra ra rồi ra này. We have six. Six or five? Six. So they say what, buy four and get two free. So total is six. Three on each bag. Oh, you okay? Are you staying? No, here? Not here. Gas stations, no, no, can't open. Gas stations too, we don't. We're not a gas station. It should be. Any other one will. It's not us. It'll be lotto, propane, or mua đồ chơi không à? Ê, anh Vũ cầm em đi đó chung. Ra đây đứng chờ ba Đen hả? Hay ra xe? Đen, Đen, ra xe. Bên này, nè. Quậy quá anh hai chịu hết nổi rồi. Nắm tay đó đây anh ơi. Cả nhà biết không, đây là lần đầu tiên mà Hiền thấy cái cây xăng nó rộng lớn như vậy luôn á. Thì Hiền cũng muốn quay lại để chia sẻ đến cho cả nhà mình xem á. Thì nếu như cả nhà thấy thích á, thì cả nhà nhớ cho Hiền một like nha. Và nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Hiền nha. Lúc cả nhà bấm đăng ký kênh á, cả nhà nhớ bấm cái chuông bật lên nha, để khi Hiền có cái video mới Hiền up lên á, thì họ sẽ báo cho cả nhà biết để cả nhà xem nha. Cảm ơn cả nhà đã xem hết cái video này của Hiền nha, cảm ơn rất là nhiều. Hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Chào cả nhà nha. À, cái này nữa nè cả nhà. Cả nhà thấy cái bảng trắng trắng gắm đó không? Là ở ngay chỗ này á, là người ta để dành cho những người mà đi đường xa, mà người ta đem theo chó mèo đó cả nhà. Thì khi người ta ghé vô đây người ta nghỉ ngơi, thì người ta cũng cho chó mèo xuống đây nghỉ ngơi, đi tới đi lui, chạy tới chạy lui vậy đó. Rồi đi vệ sinh. Ở đằng xa xa đó người ta sẽ có một cái trụ để bao ni lông á. Thì khi chó mèo đi vệ sinh xong thì mình lấy cái bao ni lông đó mình dọn dẹp, mình vệ sinh xong rồi mình cho nó chơi đây một chút, rồi mình đưa lên xe đi tiếp.
có cái ông nó ổng đang dẫn cái con chó đi vòng vòng đó, cả nhà thấy không? Đó, cho ra chạy chơi chút xíu rồi lên xe đi tiếp á.